Xin chào mọi người. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người tuổi thân về cái tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Giáp Tuất, một cái tháng hỏa của cái năm Kỷ Hợi 2019 này với người tuổi thân. Người tuổi thân thì như đã nói, vốn dĩ là trong lục thập hóa giáp không có con gì thông minh tinh ranh như là người tuổi thân. Tại vì sao? Con gì có đâu, nếu mà xét ở ngoài xã hội thì chỉ có con khỉ nó mới là coi như nó thông minh gần bằng con người thôi, chứ không thể nào thông minh hơn. Thì người tuổi thân vốn dĩ là người hay sử dụng đầu óc linh hoạt, rất nhạy bén ở trong cuộc sống. Vì thế cho nên là người tuổi thân có thể nói là một trong những người có cái mệnh số ích cực bản thân, mà là thường là nặng độc. Với cái năm mà Kỷ Hợi 2019 này á, người ta nói là dần thân tỵ hợi, thân hợi thì nó nằm trong tứ hành xung, cho nên là gia đạo của người tuổi thân nó có nhiều điều không được tốt đẹp nếu như mà đúng như sách vở. Nhưng thực chất ra là thân hợi nó xa nhau ở trong cái, nó cách con tỵ, thì cho nên là không có nhiều cái sự xung khắc như là lục xung, như là dần thân ha. Thì cho nên là cái gia đạo của người tuổi thân tuy là gặp một chút khó khăn buồn phiền, không thể nào không có, nhưng mà dĩ nhiên là nó không có nặng nề, không dẫn đến chia ly nhiều. Bây giờ vận vào tháng 9 của năm Kỷ Hợi 2019 nó sẽ ra sao? Đầu tiên hết á, là mình sẽ xét cho những người bác tuổi bính thân, mệnh sinh hạ hỏa. Một trong những cái người mà gọi là tuổi thân bản tính nóng nảy, nam là cực kỳ với chữ bính cộng với mệnh hỏa thì là cực kỳ là nóng nảy đối với người nam mạng tuổi bính thân. Xét về trụ mạng của cái bính thân sinh hạ hỏa gặp tháng Giáp Tuất là một tháng hỏa, như vậy mạng là hỏa đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, tốt đẹp về bổn mạng. Về mặt thiên can, cái trụ mà ảnh hưởng nhiều đến phần công việc tài lộc thì bính giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên như đã nói ở nhiều clip trước, giáp ất thì nạp âm ngũ hành là mộc, bính đinh thì thuộc hỏa, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là mộc sinh hỏa, rất có lợi cho cái việc tiền tài nhưng mà không có lớn, công việc hanh thông dễ sinh tài lộc nhưng không lớn lao ha. Địa chi thân tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp lẫn nhau. Gia đạo và tình cảm không có nhiều cái xáo trộn ở trong cái tháng 9 này đối với người bính thân, nam và nữ mạng. Phải nói rằng các cô các chú tuổi bính thân thì các cô thì đã về hưu, các chú thì cũng có thể là có một số chú vẫn còn đang làm việc, nhưng mà gọi là cái không có còn gọi là tranh đua nữa, cho nên an nhàn để mà về nghỉ ngơi. Hoặc là các anh các chị ở bên ngoài chỉ có kinh doanh thương mại thì rõ ràng là với cái tháng 9 như thế này thì báo hiệu nhiều điều tốt đẹp, tài lộc sẽ không có phải là không có nhưng không lớn thôi ha. Rồi tiếp đến đó là những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 với cái mệnh đại trạch thổ. Đây là một cái số cái người mà nói là nữ mạng của chữ Mậu Thân này thì rất là ghê gớm. Thường thì nữ mạng nắm rất là được nhiều tiền tài, nam mạng nắm chữ Mậu mới khổ, nữ mạng nắm chữ Mậu thì thường là người ta gọi là Mậu mà thì sẽ lung lay về mặt tình cảm. Tuy nhiên cái giai đoạn lịch sử này, cái giai đoạn lịch sử của những người sinh năm 1968 này thì lúc đó là cái ý thức hệ đó là chồng chúa vợ tôi nó khá cao, cho nên là cái người Mậu Thân này cố gắng và vun vén và tiếp tục sống với bảo toàn cái gia đạo của mình. Đến giờ phút này thì thôi, chuyện nó đã hết rồi, chuyện nó đã để ở vào cái giai đoạn cuối rồi, chẳng lẽ giờ này lôi nhau ra ly dị thì nó kỳ, cho nên là người Mậu Thân sẽ tiếp tục và chấp nhận nó. Nhưng mà như đã nói, vốn dĩ của người Mậu Thân, nữ mạng hay nam mạng thì đều rất là giỏi dụng đầu, cho nên là thường thì những người này làm ăn rất là lớn, có tiền tài nhưng
cũng có một số người sinh vào những cái ngày tháng năm sinh không tốt thì cực tới bây giờ mậu mà không giữ được tiền. Đặc biệt là những cái anh chị mà có vợ có chồng, thậm chí có con không có tương hợp cho mình. Rồi xét cho người mậu thân thì với cái mạng đại trạch thổ gặp tháng hỏa là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe. Không những tốt cho sức khỏe mà các phúc tinh tài tinh vì thế có phần nào được hưởng lợi và giúp cho mình chống lại cái việc mà bị tương khắc ở trong cái thiên can giáp khắc mậu. Chữ giáp của tháng giáp tuất khắc chữ mậu, tháng khắc thiên can, công việc dễ lâm bế tắc, cẩn thận cái việc hao tài. Thân tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp lẫn nhau. Gia đạo tình cảm không phải là vấn đề đối với người mậu thân ở trong tháng 9, mà vấn đề ở đây vẫn là cái công việc tài lộc. Tại vì sao? Tại vì mạng là được tương sinh rồi, chỉ có cái thiên can là bị tương khắc thôi, cho nên là người mậu thân thì em phải sẽ cực kỳ để ý tháng này, đặc biệt là các anh coi chừng hao tài. Nói thật lòng mà nói, như là người mậu thân thì nếu mà rất ít người nam sẽ xem những cái clip và dạng này của em, tại vì người mậu thân ít có lòng tín ngưỡng cao, họ chỉ tín ngưỡng thí dụ giống như là nếu bảo Phật họ chỉ tín ngưỡng Phật thôi, chứ không tín ngưỡng cái việc xem bói hay là tử vi hay là này kia. Họ tự tin vào bản thân mình, tại vì họ thông minh mà, họ có cái tố chất họ sẽ làm được cái điều lớn lao. Nhưng mà em khuyên rằng là người mậu thân nên biết sợ ở giai đoạn này, tại vì nếu như cái người mậu thân vốn dĩ là cuộc sống thăng trầm, có lúc trồi lúc sụp, thì ở giai đoạn trước á, thì các anh các chị có sức, lỡ có mất đi mình còn cái đầu mình vẫn cứ tiếp tục làm được. Như thí dụ như em đi mới 40 bốn mấy mất thì em vẫn còn có sức làm được, nhưng mà với tuổi của các anh các chị tới 50 mấy rồi mà mất thì sức đâu nữa mà làm, đúng không? Mọi chuyện nó sẽ rất là hạn chế, cho nên là phải cẩn thận mọi điều. Rồi như vậy thì là mình đã xong tới người mậu thân. Tiếp theo đó là các em canh thân sinh năm 1980. Vốn vậy là các em gái tuổi này là hay sợ mình bị canh cô mồ quáng. Tuy nhiên là anh trả lời thẳng như này, canh thân không phải là người nào cũng bị cái sao quả tú nó đi trong mệnh của mình. Có một số người sinh vào tháng tốt ngày tốt thì cái chuyện mà quả tú đồ này kia không có. Đừng vì tâm lý đó mà ngại yêu rồi sợ rằng nó là mai mốt mình sẽ gãy đổ hay này kia, rồi cuối cùng để các cái tình cảm nó đi qua một cách. Đấy. Như đã nói, người canh thân vốn người tuổi thân là vốn dĩ là một người thông minh, khéo lựa chọn, có cái tố chất. Chính vì những cái người quá thông minh hay lo sự nghiệp nhiều, hoặc là tính cân đo đong đếm mà người này thế này người kia thế này kia, để cuối cùng rồi tình cảm nó cứ lướt qua mình, đúng không? Cái gì cũng vậy, cuộc đời nhất là việc tình cảm nó sẽ có những cái việc là chỉ mang tính tương đối, đúng không? Đừng có mang cái tính tuyệt đối. Mình không thể chọn lựa được một cái thứ hoàn hảo ở trong cuộc sống này, vì thật sự ra vốn dĩ cuộc sống này chả có gì hoàn hảo hết á, cái gì nó cũng có một chút này một chút kia. Thế mọi người thấy không, cái dòng sinh tử trong cái bát quái luôn chỗ nào thì cũng tròn, nhưng mà có chỗ thì sinh nó rất lớn nhưng mà nó vẫn có một chút tử, có chỗ tử rất lớn thì cũng vẫn có một chút sinh, không thể nào mà hoàn hảo để mà mình có một cái sự lựa chọn tốt đẹp được cả. Cái gì nó cũng mang tính tương đối thôi. Trong chuyện tình cảm là càng phải nghĩ như điều đó. Tụi các em rồi thì các em nữ tụi canh thân nhớ cẩn thận cái việc là mình đừng quá chọn lựa ha. Gặn đục hơi trong mà kiếm nguồn sống, cuốn cái tiền tình cảm cho mình. Đừng nghĩ rằng mình có quả tú, cái hạt canh cô mà quả là mình phải sống cô độc suốt đời. Không, cô độc hay không là do bản thân mình quyết định. Có thể nói có quả tú ở trong mệnh á, thì nó nhiều khi nó chỉ đi ở một giai đoạn nào đó ở trong cuộc sống của mình thôi. Thí dụ như vậy nè, người có quả tú thì có người là bị cô đơn ở từ trung vận, tức là từ 20 cho tới 30, 20 cho tới 40. Nhưng mà có người bị quả tú thì họ sẽ, thí dụ như là họ có chồng thì chồng sẽ chết sớm, họ sẽ phải ở vậy một thời gian, tức là hoặc là các cô cận thân cưới chồng xong tới 26, 27 tuổi ly dị, ở vậy cho tới năm 40, cả 40 bốn mấy này
lại lập gia đình, tức là mình có quả tú ở trong khúc giai đoạn nào đó của cuộc sống của mình. Rồi trở lại với Canh Thân ở trong tháng 9 này, thì tháng 9 là tháng hỏa, người Canh Thân vốn dĩ là mộc, như vậy mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh sức, sức khỏe bổn mạng không được tốt. Tuy nhiên là năm nay là năm mộc, cho nên là người mệnh mộc không có bị ảnh hưởng nhiều lắm về sức khỏe, ảnh hưởng nguy nan đến bổn mạng, cho nên là một điều tốt đẹp. Ok, có bị sinh xuất một chút xíu, chỉ là cảm xúc sổ mù soàn vì thôi, chứ không đến nỗi là phải nguy nan ha, đừng có sợ. Rồi thiên can thì không tốt đẹp, vì chữ canh nó khắc chữ giáp, thiên can là thiên can khắc tháng, công việc báo hiệu nhiều trở ngăn khó khăn. Chứ cái này dù gì nó vẫn đỡ hơn là nó khắc mình khắc nó. Ví dụ như giáp khắc mậu ở trên á thì dễ lâm bế tắc ha, hao tài, còn này thì có xảy ra trục trặc, có xảy ra khó khăn, tuy nhiên là mình phải bỏ tâm bỏ sức ra giải quyết thôi, chứ không có đến nỗi nào lâm vào bế tắc. Địa chi thì thân tuất tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, báo hiệu gia đạo cũng không phải là vấn đề, gia đạo tình cảm không phải là vấn đề lớn ở trong tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi này đối với người tuổi Canh Thân. Như vậy người tuổi Canh Thân do bản mệnh bị sinh xuất và thiên can khắc tháng, cho nên là cái phúc tinh của cái bản mệnh của mình là không sáng, cho nên là Canh Thân ở trong tháng này nhớ cẩn thận một tí xíu để không có đẩy cái sự việc khó khăn của mình đi đến một cái mức đỉnh điểm. Tức là mình có chuẩn bị, mình coi như là mình biết nó sẽ gặp khó khăn trục trặc gì đó thì mình lường trước, để mà nếu mà gặp thì mình chỉ lao vào và mình giải quyết, chứ đừng có để mà nó lôi ra những chuyện lâm vào nặng nề ha. Mình cứ ý tưởng ngon ngon chạy cho lẹ, thì giống như phía trước anh báo trước là tháng 9 nó sẽ có ổ gà nhỏ nhỏ thôi, cho nên là mình đừng có băng tóc chạy giảm tốc độ để mà qua cái ổ gà này. Đó đối với người tuổi Canh Thân. Tiếp tục đó là các em tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, với nữ mạng nam mạng, người ta kêu là nam nhâm gái quý, nhưng mà nữ mạng lỡ nắm chữ nhâm mà gặp Nhâm Thân thì tính rất là nóng nảy. Rất người trong các tuổi thân thì tuổi thân tuổi nhâm này là sợ nhất cái việc mà phải hai đời chồng. Tại vì sao? Tại vì ý thức hệ hiện tại của các bạn là tự do, nếu như thằng chồng sống không được ly dị, đúng không? Và đặc biệt là người canh thích người Nhâm Thân vốn dĩ mệnh kim nữa, rất khó lay chuyển. Lỡ mà thằng chồng nó có mình phạm lỗi gì với mình cái là sắc cái bực không, mà lỡ thấy là sắc nó sai rồi, đúng không? Lỡ thấy mình sai rồi nhưng mà thôi bỏ, kiếm thằng khác. Đó là ý thức hệ là cái thứ nhất. Cái giai đoạn này của cái xã hội cho cái người phụ nữ cái nhiều cái quyền, cho nên là có thể là chia ly, gặp lại là người nóng tính nữa, bợt chợt. Người trong tất cả những người tuổi chữ thân, trong tất cả con khỉ thì Nhâm Thân nữ mạng là khổ nhất, khổ thân nhất, sẽ làm như đàn ông, tính sẽ như đàn ông, dù là đẹp gái hay là những gì nữa thì cũng như đàn ông, cứng cỏi. Rồi trở lại với cái tháng 9 Giáp Tuất, thì tháng Giáp Tuất là một tháng hỏa, Nhâm Thân là kim, như vậy là hỏa khắc kim, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không được tốt. Như đã nói thì năm Kỷ Hợi là năm mộc, vốn dĩ kim của người Nhâm Thân đã khắc mộc là đã một lần xấu rồi, bây giờ gặp vào tháng hỏa nó khắc kim nữa thì bổn mạng thật sự là có một chút gì đó không được tốt đẹp. Cho nên là các em thì anh cực kỳ cẩn thận ở trong cái tháng Nhâm Thân này, đặc biệt là nữ mạng bị lỗi số ha, rất dễ xảy ra những cái chuyện có thể là nguy nan đến bổn mạng của mình luôn, chứ không phải là suy yếu. Nhớ cẩn thận. Thiên can thì nhâm giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên là công việc không phải là vấn đề ở trong cái tháng 9 âm lịch đối với người Nhâm Thân. Địa chi thì thân tuất tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy rõ ràng là không có việc gì quá lớn về công việc cũng như gia đạo. Tuy nhiên là bổn mạng của người Nhâm Thân kiếm phong kim này ở trong cái tháng 9 phải cẩn thận nhiều hơn. Là các em thì đi đứng đừng có ẩu ẩu ha, đặc biệt là với các em nữ nha. Rồi tiếp theo của người tuổi Thân đó là người Giáp Thân sinh năm 2004 và 1944. 2004 thì các em còn quá nhỏ,
1944 thì các bác đã quá già. Đây là thời điểm các em là ăn lo ăn học, còn các bác là ngồi ăn hưởng tuổi già, cho nên mình chỉ xét về mạng và gia đạo, tức là xét về trụ mạng và trụ địa chi thôi. Với mạng là người mệnh tuyền trung thủy gặp tháng hỏa là bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không được tốt. Tuy nhiên là không đến nỗi nguy nan như là người mệnh kim. Người mệnh thủy chỉ bị sinh xuất, và dù sao đi nữa là thủy khắc hỏa, cho nên là bổn mạng có thể bị yếu, có thể không được tốt đẹp, nhưng không có đến nỗi ảnh hưởng đến cái sức khỏe nặng nề, không có nguy nan tới bổn mạng. Rồi địa chi thì là cái về gia đạo đó, thân túc thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau, như vậy thì tốt đẹp về gia đạo. Rõ ràng là mình đã chia sẻ xong với mọi người tuổi thân về cái vận hạn tử vi của cái tháng 9 âm lịch, tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Có tuổi rất tốt đẹp, nhưng cũng có tuổi sẽ có nguy nan về bổn mạng, đặc biệt là nhâm thân. Hy vọng rằng đây là cái thông tin cũng như cái hành trang nhỏ để mọi người bỏ túi ứng dụng vào cái tháng 9 với khá nhiều cái điều không tốt đẹp cho bổn mệnh. Còn về gia đạo và công việc thì tùy tuổi. Mọi người tuổi thân xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như anh Ba Tử Vi thì đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc còn là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!